Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua Java Ferrosi, một dòng xe đạp carbon cao cấp và được sử dụng một cái bộ chuyển động cũng rất là ngon của dòng Shimano, là dòng Shimano 105. Và cái giá em đang bán tại cửa hàng chỉ có là 17.900.000. Thì đây là một mẫu xe đạp rất là tốt để cho các bác mà muốn đổi sang dòng carbon hay là cấu hình cao để sử dụng trải nghiệm. Đấy. Sử dụng full hết một bộ 105. Đây là bộ 5008 là 11 tầng lip và 2 tầng đĩa. Từ trục rỗng đề ca. Thì toàn bộ xe này là được em nhập khẩu về nguyên chiếc chính hãng các bác nhá, nguyên zin. Từ vành này, nhôm cao bảo rồi may ư. Full hết là đề ca, là một cái hãng mà như các bác chơi xe lâu năm thì cũng đã biết là cái dòng Java là nó có cái hãng đề ca này là sản xuất phụ tùng riêng cho dòng xe Java. Đấy, thì tất cả những cái chi tiết như vành này, máy ư rồi đùi đạp của phốt cọc yên là phun hết một bộ EK. Thiết kế nhôm, thiết kế khung carbon rất là đẹp, khung những cái đường cắt kim cương. Đấy, làm bầu ở đây cản gió nhé, cái đoạn này nó cũng có các cản gió khi đi đường này. Đấy, thiết kế rất là thông minh. Những cái đường cắt và dây thì chạy hết âm sườn, từ dây đề rồi dây phanh đây, chạy hết âm sườn. Một cái tông màu, nên cái tông màu là trắng đỏ rất là thể thao, cực kỳ là trẻ trung. Đây là các bác có thể nhìn thấy những cái đường, những cái vết carbon trần đây, những cái sợi carbon đây, và được dán logo và phủ bóng lên. Rất là tinh tế, nhìn cực kỳ là đẹp. Trên ghi đông thì được trang bị đây là đội tay lắc 105 hai bên, 11 lít hai đĩa cho 22 tốc độ khác nhau. Vành 3 mảnh, vành nhôm cao bảo phanh 3 mảnh. Phanh này là phanh zin theo xe các bác nhé, zin theo nhà sản xuất. Mấy yêu trước đi vòng này, zin zin hết. Ngay sau có cối lổ luôn này, đi vòng cối lổ. Và giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ sôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 50 cm, từ khóa cọc yên tới tâm cổ phốt là 48 cm. Thì xe của các bác đi từ khoảng 1m64-65 đến 74-75 thì phù hợp. Và phần chuyển động thì các bác thấy trên hình này cực kỳ mượt mà. Phụ tùng 105 của Shimano nó cũng là thuộc dòng cao cấp rồi, rất nhiều người chơi, nên là các bác có thể đánh giá được là cái độ tốt của cái sản phẩm này. Cái phụ đồ phụ tùng này rất là mượt. Và em vừa giới thiệu đến các bác một chiếc xe Java Ferrosi full carbon đồ phụ tùng 105, và em đang bán tại cửa hàng mức giá chỉ có là 17.900.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đã đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.